Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Nghe Trang Đọc truyện Ngôn Tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày Ở trong phần 2 của bộ truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân thì chúng ta đã biết Hoa Trừ Vũ mang thân phận là công chúa Hòa Thân sau khi tới doanh trại Bắc Triều thì đã bị Thái tử Tiêu Giận ném thẳng vào hồng trại đó là nơi mà quân sĩ tìm tới để mua vui ờ, Rồi sau đó thì bằng một khúc nhạc nàng đã thoát khỏi thân phận danh kỹ và trở thành cầm kỹ một mình được ở một lều trại và nàng đã phát hiện ra kế hoạch của viêm đế đã thành công dùng cái chết của nàng để kích thích quân sĩ hoa gia thay lão bán mạng liệu hoa chứ vũ có tìm được cách để thông báo cho Hoa Mục Tướng Quân rằng là nàng vẫn còn sống hay không Mời các bạn đón nghe tiếp phần 3 ngay sau đây sẽ rõ nhé Các bạn đừng quên like, share và subscribe để hỗ trợ cho kênh và cập nhật chuyện mới mỗi ngày Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản paper hoặc là số ví Momo Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 17 Sát phá lang Những hình ảnh dần dần siêu vẹo Hoa chứa vũ quan sát thế chiến phía xa, trong đôi mắt đen trầm lắng như là nước mùa thu, lung thì sắc bén, khi thì lo lắng, khi thì trong suốt, lúc lại mờ mịt. Nàng cố gắng áp chế nội tâm đang kích động, nắm chặt lòng bàn tay. Trong đó đã chảy ra không ít mồ hôi, khẩn trương như vậy, thở gấp tới mức không thể thở được. Đây là một loại cảm giác bất lực, muốn cũng không thể nào tương cứu. Giống như ngày hôm đó, nàng chờ mắt nhìn cầm sắc chết khi thế song phương Nam Triều và Bắc Triều đang lên cao. Nhưng thời gian trôi qua, binh sĩ Nam Triều dần lộ ra dấu hiệu bị thua. Dù sao bọn họ cũng từ xa tới, khó tránh khỏi mệt mỏi, mà binh sĩ Bắc Triều đã tấn công ngay khi bọn họ vừa mới tới. Đây cũng là nguyên nhân tiêu dẫn quyết định tiến quân thần tốc. Cái mà binh tướng Nam Triều cần lúc này chính là sự phấn chấn, lần đầu tiên giao chiến với Bắc quân tuyệt đối không thể bại, nếu không sẽ làm nhụt sĩ khí. Liêu Vân, không phải điện hạ bảo cô đàn khúc phá trận tử sao Sao còn chưa đàn Không biết hồi tuyết đã tới sau lưng lúc nào Lạnh lùng cất giọng nói Hoa trừ vũ cả kinh Sao nàng có thể quên mất Mục đích tiêu giận cho nàng lên tường thành Nàng vẫn là cầm kỹ của tiêu giận Hắn sai nàng lên tường thành là để đánh đàn Chứ không phải để làm giám quân Mục đích tiêu giận mang nàng tới chiến trường Chủ yếu là muốn học tập vị cô nương bên người doanh sơ tà Đánh đàn trên chiến trường lấy việc này đả kích binh sĩ nam triều nhất là cô nhi quân của doanh sơ tà chỉ là tiêu giận tính sai rồi nàng sẽ đàn nhưng không phải là đà kích mà là ủng hộ sĩ khí nam triều trận này nàng nắm chắc rồi hoa trừ vũ xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay quỳ gối ôm lấy đàn mười ngón tay thon đặt trên thân đàn điều chỉnh âm sắc trong lòng đã xác định phải đàn một khúc như thế nào ngón tay ngọc khẽ gẩy cây đàn run lên giống như một tiếng thở dài. Cả mười ngón đều đàn. Làn điệu nối tiếp nhau phát ra khỏi cầm huyền, tàng thương hào hùng mà bi thương. Đó là những năm tháng đau khổ mà cô nhi quân từng trải qua bên nhau. Tiếng đàn dần dần đạt tới đỉnh cao. Mười ngón tay hoa chứ vũ hòa vào là một. Tiếng đàn mãnh liệt, phảng phất biết bao hào khí, xung phong liều chết. Đây không phải là phá trận tử, đây là sát phá lang. Khúc nhạc này do chính nàng sáng tác, sau đó lại dùng khúc nhạc này cho cô Nhi Quân. Chỉ là khúc nhạc này, nàng chưa bao giờ đàn trước mặt bọn họ mà chỉ có đàn hoàng. Hoa Gia Quân và cô Nhi Quân đã nghe qua không ít lần. Người khác không biết, nhưng bọn họ nhất định sẽ biết. Hoa chứ vũ ngưng trọng, nụ cười dần dần tràn ra ngoài khóe môi. Ánh nắng chuyển hướng về phía tường thành, rơi xuống đầu vai nàng, khiến thân ảnh nàng đẹp mà xa cách. Trong tiếng chống trận hỗn loạn, tiếng đàn rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho người ta nghe thấy thế chiến như nghịch chuyển trong nháy mắt cô nhi quân vốn đang mệt mỏi tựa như được rót thêm sức mạnh càng chiến đấu càng dũng mãnh thế lớn không thể chống đỡ kế đó bắc quân liên tục bị đánh lui bọn họ cảm thấy khó hiểu không biết tại sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy trận chiến này bắc quân đã thua một trận thua thì sẽ có lần hai liên tiếp thua trận hai ngày sau đó quân bắc triều đã bị đẩy lui khỏi biên cảnh nam triều phải hạ trại ở địa giới Bắc Triều. Sau khi lùi về lãnh thổ Bắc Triều, giống như đã lập ra một phòng tuyến cuối cùng, quân Nam Triều khó có thể bước Bắc Triều vào sâu hơn nữa. Chiến sự lại lâm vào thế giằng co. Đêm, khắp nơi là một màn im lặng. Bên kia bờ rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim kêu. Trong đêm những tiếng động trở nên tịch mịch mà xa xôi. Toàn bộ doanh trại đều đang ngủ, nhưng Hoa Trư Vũ không ngủ. nàng đang chờ. Nếu nàng đoán không sai. Tối nay sẽ có người nghĩ cách đến cứu nàng Từ sau khi đàn khúc sát phá lang kia Người khác không biết Nhưng nhất định phụ thân sẽ biết Người đánh đàn đó chính là nàng Cảnh 4 Bên ngoài hồng trại vang lên một âm thanh rất khẽ Hoa chư vũ cảnh giác đứng dậy Bình tĩnh nhìn chăm chăm về phía cửa Một bóng người như làn khói nhẹ nhàng tiến vào Ai? Hoa chư vũ lạnh giọng hỏi Người đánh đàn hôm đó là cô sao? Người mới tới cúi đầu hỏi trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Trong bóng tối, một đôi tinh quang nhìn chăm chăm vào nàng. Hòa chứ vũ dựa vào giọng nói nhận ra người mới tới, chính là Bình Lão Đại. Bình Lão Đại là người thận trọng nhất, phải hắn đến cứu nàng, đúng là không còn lựa chọn nào tốt hơn. Dựa vào câu hỏi của hắn, nàng biết phụ thân vẫn chưa đem thân thế của nàng nói cho hắn. Hòa chứ vũ thấp giọng nói, không sai, chính là ta. Bình Lão Đại nắm lấy cổ tay Hòa chứ vũ trầm giọng nói, mời cô nương nhanh chóng theo ta, hai người vội vã rời khỏi hậu trại sau khi tránh thoát mấy đội binh sĩ tuần tra mới an toàn chạy thoát ra ngoài sao trời mênh mông có một dòng sông lớn chảy qua vùng đất hoang vắng bình lão đại huyết một tiếng có hai con tuần mã nằm trong bụi rậm dựng lông bờm đứng lên hoa trừ vũ và bình lão đại xoay người trèo lên trên ngựa vội vã chạy đi trong màn đêm bầu trời đêm thấp như vậy những chấm sao nhỏ giống như ánh đèn treo phía chân trời xa xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng nước chảy cuồng dã dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lành lạnh tuần mã phi nước đại phóng qua bờ lạch bên kia rừng rậm đằng trước có binh sĩ sắt và lang mai phục chỉ cần đến được nơi đó chúng ta sẽ an toàn bình lão đại cúi đầu nói nhưng bọn họ lại rất khó chạy được đến khu rừng rậm kia phía sau nàng có tiếng binh mã đuổi theo nghe tiếng động không phải một người mà là rất nhiều người Dạ! Yeah. Hòa hoa vũ hô lớn con ngựa ở dưới thân nàng như cũng biết sắp có nguy hiểm liều mạng tung vó chạy như điên về phía trước tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần mấy chục con khoái mã vọt tới có một con ngựa dẫn trước chạy cực nhanh chỉ một lát sau đã tới rất gần hoa chư vũ mười trượng năm trượng một trượng rất nhanh khoảng cách của con ngựa đó với hoa chư vũ chỉ bằng một thân ngựa người đó nằm úp sắp xuống áo choàng màu đen tung bay kết hợp với ngựa thành một dòng chạy xinh đẹp trong đêm tối đôi mắt tím phát ra ánh sáng nguy hiểm mang khí thế áp bức của một cơn giông tố là tiêu giận Thái tử Bắc Triều tự mình đuổi theo Một cầm kỹ nhỏ bé như nàng Cũng được coi trọng thật đấy Có mấy con ngựa vây đánh bình lão đại Còn hai người khác vây nàng lại Hoa Trừ Vũ nhận ra hai người kia Là thân vệ giới trướng tiêu giận Khinh Vân và Tế Nguyệt Nghe hồi tuyết nói qua Hai người kia một người từng đánh giáp lá cà với gấu đen Một người bắn chết mãnh hổ Đều là dũng trị Bắc Triều Cô Nhi Quân tiếp ứng ở rừng rậm phía trước Đã nghe thấy động tĩnh, Dục ngựa chạy tới chỉ là tiêu giận đã đuổi tới đây Bọn họ có thể an toàn thoát thân sao Đúng lúc này khinh Vân đứng bên Bắt lấy bả vai nàng Nhìn nhanh như chấp Hoa Chí Vũ đột ngột nghiêng người về một bên Tay vẫn nắm chặt dây cương như trước Dùng một chút lực cúi đầu Quay đầu ngựa về bên trái Người và ngựa gần như dán chặt vào nhau Lại bay lên Bởi vì lực đạo quá mạnh Mái tóc dài sau lưng tạo thành một đường cong xinh đẹp Giống như hồ ly chín đuôi nơi thảo nguyên Mị hoặc mà xinh đẹp bóng dáng xinh đẹp như vậy thuần thùng cưỡi ngựa chạy trốn còn né tránh được khinh vân khiến cho binh sĩ bắc triều không thể không nhìn nàng với cặp mắt khác xưa tế nguyệt nhìn thấy nàng né được trong mắt hiện lên một tia kinh dị hắn nhanh chóng xông tới mắt thấy sẽ tới trước ngựa hoa chư vũ chặn đường nàng lại hoa chư vũ nheo mắt đặt tay lên miệng huyết một tiếng phát ra tiếng động sắc bén tế nguyệt theo bản năng ghìm ngựa lại cũng trong nháy mắt đó hoa chư vũ đã nhanh chóng lướt qua mặt hắn khoảng cách lại kéo xa Hoa Trường Vũ thúc ngựa, mắt thấy sẽ nhập vào trong đội ngũ ứng cứu. Bỗng nhiên tuấn mã dưới thân hí lên một tiếng dài, cả thân căng cứng, sau đó đau khổ ngã xuống đồng cỏ. Đồng thời bả vai của Hoa Chư Vũ cảm thấy đau nhói, một mũi tên đã ghim vào vai phải của nàng. Trong nháy mắt ngã xuống đồng cỏ, nàng nhìn thấy phía trên con ngựa đen, tiêu giận vẫn còn đang duy trì tư thế kéo cung. Chiếc áo khoác viền vàng giống như cờ xí tung bay trong làn gió đêm. Chương 18 Đập bàn đứng dậy, Cô nhi quân trong rừng rậm đã cất binh mã sang Cùng với những binh mã đuổi theo của tiêu giận Giáp lại một chỗ Bình lão đại tránh đường đám người đang vây quanh hắn Lập tức phi thân tới Ôm lấy hoa chư vũ đang té ngã trên đất Xoay người lên ngựa Tiêu giận vẫn ngồi ngay ngắn trên ngựa như trước Không hề đuổi theo Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như băng Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên Trong nháy mắt đầu vai hoa chư vũ trở nên đau đớn Nàng nhăn mày nhìn xuống nhất thời hoảng sợ Trên đuôi cây tên màu vàng kia có một sợi tơ trắng mịn lấp lánh dưới ánh trăng mà một đầu dây tơ khác đang nằm trên ngón tay của tiêu giận đảo câu tiễn mũi tên mà tiêu giận bắn vào vai nàng đúng là một mũi đảo câu tiễn trước kia nàng từng nghe nói bắc triều có một loại đảo câu tiễn trên đầu mũi tên có đảo câu sau khi bắn chúng không thể trực tiếp nhổ ra mà chỉ có thể dùng đao kiếm khoét phần thịt ghi mũi tên này ra mà loại tiễn này còn có một điểm chí mạng đó là sợi tơ mảnh gắn trên mũi tên Một đầu sợi tơ này lại gắn với tay của người bắn Loại tơ này rất cứng Đao kiếm bình thường không thể cắt được Cho nên khi chúng đảo câu tiễn thì không thể chạy trốn Đây là đảo câu tiễn Tối nay ta chạy không thoát rồi Người mau dẫn cô nhi quân rời đi Thêm một lát nữa sẽ không chạy nổi đâu Hoa chứ vũ vội vàng nói Không được, ta phụng mệnh tướng quân Dù có chết trận cũng phải mang cô nương đi Bình lão đại trầm giọng nói Cầm kiếm chém vào sợi tơ kia Đầu vai hoa chứ vũ đau đớn mà sợ tơi kia vẫn thẳng tắp như trước không hề sức mẻ. Tối nay người có chết trận cũng không cứu được ta, các người đi mau. Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt. Hoa chữ vũ lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo một loại khí thế khiến cho người ta không thể cự tuyệt, khiến cho người ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của nàng. Bình lão đại chỉ cảm thấy ngữ khí này làm hắn nhớ tới một người, trái tim khẽ co rút đau đớn. Hoa chữ vũ xoay người xuống dưới, rút châm bạc trên đầu hung hăng cắm vào lưng chiến mã chiến mã hí dài một tiếng mang theo bình lão đại bay vào màn đêm lúc này nàng mới quay lại nhìn vương giả đang ngồi thẳng trên lưng ngựa màu đen mà tiêu giận chỉ lạnh lùng nhìn nàng cũng không nói gì đôi mắt màu tím phản chiếu trong đêm đầy mạnh mẽ và căm phẫn một đội thiết kỵ đồng loạt xông lên vây thành một vòng tròn nhốt hòa chư vũ vào giữa hắn giơ tay quấn lấy sợi tơ trên cổ tay giống như một người con gái quấn sợi thêu hoa Động tác rất chậm, rất thong thả. Một vòng rồi lại một vòng, mỗi một vòng, đầu vai Hoa Trư Vũ đau như bị xé rách. Mỗi một vòng, nàng lại bị bước bước lại gần Tiêu Dận. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Dận lại bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt tím nheo chặt, trong mắt hiện lên bóng đen mờ mịt. Hoa Trư Vũ thầm nghĩ xong rồi, chỉ cần Tiêu Dận nhẹ nhàng huyết một tiếng, đại hắc mã liền chạy đi, Hoa Chư Vũ bị sợi tơ kéo chặt, không thể không chạy theo nó. Nàng liều mạng chạy nàng biết mình tuyệt đối không thể dừng lại một khi nàng ngã xuống mũi tên gắn chặt với máu thịt này có thể rút mất tính mạng của nàng không chỉ có thế vai nàng thậm chí cả cánh tay của nàng cũng có thể bị phế bỏ ánh trăng lúc sáng lúc tối giống như sắc mặt và tâm tình của ai đó khó có thể đoán được cũng may ngựa không chạy nhanh lắm có lẽ tiểu giận cũng không muốn để nàng chết nhưng nàng cũng phải chạy với tốc độ cao nhất còn có bà vai kia thỉnh thoảng lại truyền tới cảm giác xé rách đầy đau đớn đúng là một loại hình phạt tàn khốc. Khi ngựa chạy về tới trướng của Tiêu Dận, Hoa Trừ Vũ không biết mình đã chạy bao lâu. Mồ hôi từ trên trán chảy qua hai má, trôi đi lớp bột phấn trên mặt. Tiêu Dận lập tức xoay người nhảy xuống, đi nhanh vào bên trong. bị sợi tơ kéo căng, Hoa Trừ Vũ chỉ đành nhấc những bước chân mệt mỏi đi vào trong vương trại của Tiêu Dận. Vương trại đang ấm áp như mùa xuân, vì sự xuất hiện của hai người mà tăng thêm một cỗ áp lực nặng nề. Nói đi, cô là ai? Hắn đưa lưng về phía Hoa Chư Vũ lạnh lùng hỏi Ta là ai? Có quan trọng như vậy không? Hoa Chư Vũ thản nhiên nói Giọng nói trong suốt, ngữ khí lạnh lùng Cùng với âm thanh mềm mại trước đây hoàn toàn khác nhau Tiêu giận kinh ngạc quay đầu Chỉ thấy có một mình cầm kỹ đang đứng trong trại của hắn Vẫn là người con gái kia Nhưng hắn lại cảm thấy có điểm không giống Không còn là quân kỹ và cầm kỹ Kính cẩn nghe theo mệnh lệnh của hắn Nàng bình tĩnh, thẳng lưng đứng ở nơi đó trên mặt chỉ còn một lớp son phấn mờ nhạt mặt đẫm mồ hôi dưới ánh sáng mờ nhạt càng tôn lên đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của nàng đó là một đôi mắt phượng xinh đẹp sau mắt đong đưa có thần khiến người ta hổn siêu phách lạc mà lúc này lại giống như một đầm nước mênh mông đã đóng chặt băng lạnh lùng nhìn hắn tiêu giận giật mình cô là hắn cảm thấy khó tin hỏi cô cô là mộ vân công chúa là công chúa hòa thân có thể khiến hoa mục phái cô nhi quân tới cứu. Hắn biết thân phận của nàng không hề đơn giản, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới người đó lại chính là công chúa hỏa thân. Trong ý nghĩ của hắn, thiên kim tiểu thư Nam Triều được tấn phong làm công chúa đến hỏa thân, bị hắn ném vào hồng trại, sao có thể trở thành cầm kỹ bên cạnh hắn? Hơn nữa, còn có thể ở trên chiến trường dùng cầm khúc hỗ trợ Nam Triều. Tuy rằng hôm đó hắn không hiểu vì sao Nam Triều có thể chiến thắng, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy có liên quan tới cầm kỹ kia, hắn nghĩ nàng chính là gian tế của nam triều không ngờ nàng lại chính là mộ vân công chúa con gái của hoa mục người con gái kia cũng không đáp lại lời của hắn chỉ duyên dáng cười rồi lại cười nụ cười đầy kiêu ngạo còn có phần chế nhạo tiêu giận lạnh lùng cười bị hắn ném vào hồng trại còn có thể sống sót đi ra ngoài lại còn là một người con gái nhỏ bé của nam triều hắn không thể không nhìn nàng với con mắt khác nghĩ tới những lần trước nàng cố gắng chịu đựng bao nhiêu sự khuất nhục cũng khiến hắn rất khâm phục Đổi lại là người khác Sợ đã sớm tự tử chết đi cho rồi Cô là con gái hoa mục Tốt, rất tốt Vốn bản điện hạ còn chưa nghĩ ra nên đánh bại nam quân như thế nào Bây giờ mọi chuyện đang lâm vào bế tắc Sự xuất hiện của cô thật sự là quá tốt Thời cơ thật vừa vặn Ngày mai bản điện hạ sẽ trói cô lại Nhét vào xe chở tù Kéo đến chiến trường Nếu như hoa mục không đầu hàng Bản điện hạ cho người lột sạch quần áo của cô Tiêu giận cười lạnh quát lên người đâu đem cô ta trói lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn người dám cùng với tiếng hét này là một tiếng đập bàn cực mạnh phía sau lưng lỗ tai tiêu dận ong lên hắn còn tưởng mình nghe nhầm hắn không tin chừng lớn mắt nhìn quanh một vòng xác định chắc chắn không còn ai chỉ có hắn và nàng người nói chuyện không phải hắn thì chỉ có thể là nàng từ khi tiêu dận chào đời tới nay Đã được 23 năm Hắn chưa bao giờ nghe thấy có ai lớn tiếng nói chuyện với hắn kiểu đó Ngay cả phụ vương mẫu hậu của hắn Cũng chưa từng như vậy Còn là câu Người dám Một người con gái bình thường gặp phải loại chuyện thế này Không phải nên khóc lóc cầu xin tha thứ hay sao Sao lại còn có can đảm mắng hắn Mà nàng còn dám hét lên Người dám Không những thế còn là đập bàn mà nói Trường 19 Bẻ khớp Cô, cô đang nói ta Tiêu giận nhìn nàng Trong mắt bừng lên sự phẫn nộ Giống như có thể thiêu đốt mọi thứ thành cho tàn Nhưng khi chạm tới tầm mắt hoa chứ vũ Lại á khẩu không nói tiếp được Người vừa vỗ bàn la lớn đang ngồi hẳn trên bàn Bưng chén trà của hắn đổ vào miệng Đây đúng là một động tác vô cùng thô lỗ Nhưng khi người khác nhìn vào Lại không nhận thấy sự thô lỗ đó Mà ngược lại còn rất tự nhiên phóng khoáng chiếc cổ trắng nõn tinh thế hơi ngửa ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng rất quyến rũ quả thật trong phòng này ngoài long ỉ của hắn không còn chiếc ghế nào khác nhưng nàng cũng không nên ngồi lên trên bàn của hắn chứ còn nữa nước trà này là do thị nữ ngâm lá trà cả đêm cho hắn là loại trà hiếm quý phải từ từ thưởng thức sao có thể uống như trâu thế kia hòa chiêu vũ thật sự đang rất khát bị truy đuổi cả đêm còn không biết tối nay có thể toàn thân trở ra hay không nên nàng cũng không thèm giả bộ hiền thục kính cẩn nghe lời trước mặt hắn nữa giả bộ mãi cũng rất mệt sau khi đã uống hết chén trà nhuận giọng nàng tao nhã ném chén trà bạch ngọc lên bàn thản nhiên nói không tệ đúng là trà ngon chỉ là pha không đúng cách khiến hương trà bị giảm đi không ít vẫn là nam chiều bọn ta chú trọng phương pháp pha trà hơn tiêu giận không ngờ lúc này lại muốn phì cười nàng giống lên với hắn nàng đập bàn ra oai với hắn ngồi lên bàn của hắn còn uống trà của hắn đúng là lúc trước hắn bị mù mới cho rằng nàng chỉ là một quân kỹ biết khúm núm nịnh vợ tại cô uống không đúng cách tiêu giận hừ lạnh một tiếng lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận chỉ muốn cắn luôn đầu lưỡi mình sắc mặt hắn u ám lại trở nên lạnh lẽo hắn nhào đôi mắt ưng dài kéo kéo sợi tơ trong tay chậm rãi nói cô vừa mới hỏi bàn điện hạ dám không à đảo câu tiễn ghim ở trên vai vốn đã rất đau miệng vết thương lại bị va chạm không nhổ tên ra được lại càng thêm đau đớn. Hoa Trư Vũ mím chặt môi, trong đôi mắt trong veo có phần mê man. Người không dám cũng không thể làm vậy, người cũng biết vì sao sau khi Bắc quân các ngươi liên tiếp thất bại, tới lúc lui về địa phận Bắc Triều vẫn phải ra sức răng co với Nam Triều, bởi vì binh sĩ của ngươi biết đây là phòng tuyến cuối cùng, một khi thất bại lui về sâu hơn nữa, binh sĩ Nam Triều sẽ tiến quân thần tốc đánh vào Bắc Triều các ngươi. Nước mắt nhà tan, thân nhân của bọn họ sẽ phải trôi giặt khắp nơi nếu ngươi mang ta lên chiến trường để binh sĩ của ngươi lăng nhục ta trước mặt binh sĩ nam triều chắc chắn sẽ kích động lòng căm phẫn của bọn họ như vậy cục diện rằng có bế tắc mấy ngày nay sẽ lập tức tàn vỡ bắc triều nhất định sẽ thất bại thảm hại hòa chữ vũ nhíu mày nói lời nói rất nhẹ còn mang theo sự trầm tĩnh như dòng suối chảy sâu trong khe đá trong nhu có cương thì ra cô rất hiểu thế nào là khích lệ quân tâm tiêu giận nghiến rằng nghiến lợi nói cô cô rốt cuộc là ai một tiểu thư khuê cát sao có thể hiểu được những điều này hắn không tin câu hỏi của hắn một lần nữa đánh vào lòng hoa chư vũ nàng hơi nhíu nhíu mày chậm rãi nói ta là nha hoàn hoa phủ tên là đan hoàng trước kia từng hầu hạ hầu gia còn đi theo ngài tới chiến trường hơn 2 năm cho nên cũng biết một chút chuyện trên chiến trường sau đó hầu gia đem ta ban cho doanh thiếu tướng ta liền trở thành người chuyên đánh đàn cho doanh thiếu tướng lúc doanh thiếu tướng mất hạnh qua đời ta liền trở về hầu phủ vừa đúng lúc các người tới cầu hôn ta liền thay tiểu thư gà tới đây mọi chuyện chính là như vậy tiêu giận nghe vậy thì sắc mặt càng thêm âm trầm vốn dĩ hắn muốn kết hôn với ôn uyển chứ không phải là hoa tiểu thư anh ngờ đến cuối cùng người cưới về nhà lại còn là một nha hoàn hàng giả trong hàng giả bây giờ có đưa nàng ta ra chiến trường cũng không uy hiếp được hoa mục nếu hoa mục bị bất đắc sĩ mà bắn chết nàng ngược lại càng thêm kích động sĩ khí nam triều người không cưới tiểu thư nhà ta là phúc khí của ngươi không lừa ngươi làm gì tiểu thư nhà ta rất xấu hoa chứ vũ liếc nhìn tiêu dận một cái thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào thản nhiên nói ngày ấy ở tường thành khúc nhạc người đàn tên là gì tiêu dận hỏi lại thì ra đây chính là cô nương áo đỏ bên người doanh sơ tà bảo sao sau khi nghe thấy tiếng đàn sẽ khí nam triều có thể lên cao tới vậy à là khúc nhạc ta thường đàn trên chiến trường sát phá lang hoa chứ vũ nhợt nhạt cười nói không trách tiêu dận cười lạnh đùng không trách được binh sĩ Nam Triều nghe xong Lại phấn khích đến như vậy Tiểu giận mím môi Trận chiến đầu tiên vì nàng mà thua Sau đó lại thua nối tiếp thua Nếu không có nàng tiêu giận hắn Sao có thể rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nạn như thế này Hắn đứng dậy Vẻ mặt thâm sâu khó giỏ Chậm rãi đi tới từng bước một Hắn ném sợi tơ trong tay xuống rồi kéo hòa chư vũ lại Một tay bắt chéo Hai tay nàng sau lưng Còn một tay xé rách vạt áo sau vai nàng Hòa chư vũ không hề phản kháng Tối nay, nàng đã thành công làm hắn tin rằng nàng không phải hoa tiểu thư, mà chỉ là một nha hoàn hoa phủ. Nàng quyết không cho hắn dùng tính mạng của mình đi uy hiếp phụ thân, dù thế nào cũng không được. Chuyện đã đi tới nước này, nàng biết tiêu giận hận nàng, hận không thể giết nàng. Nếu muốn giữ lại tính mạng của mình, nàng không thể rằng co, lại càng không được phép chịu thua. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể thua tiêu giận. Nếu không, tính mạng của nàng không thể giữ được, chỉ khi nàng thắng tiêu giận mới không cam lòng mới có thể giữ mạng của nàng lại để tiếp tục tra tấn nàng hoa trừ vũ đoán không sai có tiếng tiêu giận vang lên phía sau nàng cô nói xem nếu bạn điện hạ dỡ từng đốt từng đốt ngón tay của cô xuống liệu bàn tay này còn có thể đánh đàn cho những binh sĩ nam triều kia còn có thể khích lệ sĩ khí cho bọn họ hay không hoa trừ vũ nheo mắt lại nở nụ cười nhợt nhạt thản nhiên nói chắc là không thể tiêu giận cầm lấy tay hoa chư vũ ngón tay nàng trắng nõn thanh tú Khớp xương thon dài như được mài từ ngọc, trong lòng bàn tay còn có vài vết chai sạn, điều này càng khiến hắn thêm khẳng định nàng không phải là hoa tiểu thư, bởi vì những vết chai sạn là kết quả của việc lao động vất vả. Hắn dịu dàng vuốt ve ngón tay nàng, nhẹ nhàng như vuốt ve ngón tay của người tình. Đây đúng là một đôi tay rất xinh đẹp, nhưng cũng là đôi tay đã phá hỏng thắng lợi của hắn. Tiểu Dận bỗng nhíu mày lại, màu tím trong mắt trở thành màu đỏ thía sâu thẳm, hắn đột ngột dùng sức chỉ nghe rắc một tiếng Ngón út hoa chư vũ đau nhức Giống như có một cây châm cứng đột ngột đâm vào Tay đứt ruột xót Vết thương trên vai trái thật không thể sánh bằng Nàng cúi đầu nhìn xuống Ngón út đã còng lại thành một hình thù kỳ quái Nàng cắn môi cũng không thèm hơ một tiếng Thật ra nàng rất sợ đau Nên mới liều mạng luyện võ Nàng không muốn để mình bị thương Nhưng vì sao lại không tránh được Tiêu giận thoáng nhìn qua hoa chư vũ thấy nàng cắn răng không kêu lên tiếng nào trong mắt hắn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, tay hắn run rẩy lần này tốc độ ra tay nhanh hơn chỉ nghe thấy một loạt rắc rắc vang lên không ngừng cảm giác đau đớn không ngừng xông tới khiến hoa chư vũ hốt hoảng hồn khoách giống như không còn trong thân thể đã lìa khỏi thân xác nàng nhưng tại sao nỗi đau kia lại rõ ràng đến như vậy tại sao nàng lại vẫn cảm nhận được trên trán lấm tấm mồ hôi không biết nàng đã cắn chặt vạt áo từ lúc nào cắn rách thành một mảng Chương 20 Không thể khống chế Tiêu giận ngừng tay Bởi vì bàn tay kia đã không còn khớp sơn nào có thể dỡ bỏ Đây không còn là một bàn tay trắng nõn Với những ngón tay thon dài nữa Mà là một khối mềm nhũn Cảm giác như chỉ cần có gió thổi qua Là có thể bay lên Người ta thường nói bàn tay thiếu nữ mềm mại không xương Nhưng sao khi hắn cầm vào Lại không có cảm giác vui vẻ gì cả Tiêu giận chậm rãi buông khối mềm mại không xương kia ra Cảm thấy hơi nóng Hắn cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi hắn thở hắt một hơi rồi đi đến bên bàn nâng chén trà lên uống lúc này hắn mới sực nhớ ra trà đã bị nàng uống cạn từ lâu hắn cầm lấy chén trà mà giật mình trước mắt hiện ra cảnh nàng vừa ngửa đầu uống trà vô cùng tự do phóng khoáng hắn ném cái chén trong tay lên bàn lại đi tới trước mặt hòa chư vũ lưng nàng thẳng tắp mà mềm mại giống như một cây trúc cao ngất dù mưa to gió lớn đến đâu cũng không thể quật ngã những sợi tóc buông xuống bị dính mồ hôi ướt đẫm, dán chặt vào trán, son phấn trên mặt bị mồ hôi làm cho lem nhem, nhưng những chỗ mồ hôi chảy qua làm lộ ra phần da thịt gốc tái nhợt gần như trong suốt. Trên vai trái, mũi đảo câu tiễn vẫn đang cắm chặt, quần áo bị nhiễm máu trông thật ghê người. Nhưng nàng vẫn đứng đó không hề cầu xin. Đôi mắt kia lặng lặng nhìn hắn, không ai oán, không sợ hãi, càng không có phẫn hận, chỉ có đôi mắt nhìn hắn đầy kiêu ngạo Nhìn hắn cười như không cười Từ trước tới nay tiêu giận luôn nghĩ Đôi mắt màu tím của hắn Chính là đôi mắt đẹp nhất thế gian này Nhưng vì sao đôi mắt phía trước lại đẹp tới như vậy Hai chồng mắt màu đen Một màu đen thuần túy sâu không thấy đáy Giống như có thể hút mất linh hồn hắn Bất cứ lúc nào Cơn cuồng nộ giống như một cơn bão Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh Không biết từ khi nào hắn nhìn thấy hoa chư vũ Mà không thấy giận dữ nữa trong lòng có cảm giác đau đớn ngoài ý muốn loại cảm giác này khiến hắn vô cùng kinh hãi thế nào cầu xin ta đi chỉ cần cô mở miệng cầu xin bản điện hạ bản điện hạ sẽ tạm tha cho cô hắn cúi đầu trong mắt hiện lên một tia tức giận u ám hắn cũng không rõ hắn đang tức điều gì không một lời nói lạnh lùng đầy kiên quyết tiêu giận nhìn nàng không dám tin nếu đổi lại là một người khác kể cả là một người đàn ông khỏe mạnh chỉ sợ cũng không chịu nổi cảm giác đau đớn tới tận tim thế này đã phải sớm quỳ dưới chân hắn khóc lóc cầu xin hắn tha thứ. Nhưng nàng không chỉ không quỳ, mà sau khi nghe hắn nói tới điều kiện buông tha cho nàng, nhưng nàng vẫn cứ lý trí cự tuyệt hắn như thế. Chẳng lẽ nàng không sợ đau sao? Không phải hoa chứ vũ không sợ đau, mà là rất sợ. Bả vai đau, ngón tay đau, không vì việc tiêu giận, ngừng tay lại mà hết đau. Cảm giác đau đớn vẫn không ngừng truyền tới. Nhưng muốn nàng xin hắn tha thứ sao? Nàng sẽ không làm, Nàng còn nhớ rõ đêm hôm đó Nàng luồn cúi cầu xin hắn tìm kiếm thi thể của cẩm sắc Hắn đã lạnh lùng quay người đi như thế nào Thậm chí hắn còn không buồn nhìn nàng Đã tàn nhẫn cự tuyệt Cầu xin một lần đã là quá đủ Hơn nữa nàng biết Cầu xin người khác tha thứ có thể có tác dụng Còn tiêu giận tuyệt đối sẽ không Vì lời cầu xin của nàng mà buông tha cho nàng Hắn chỉ biết khinh thường nàng Hắn chỉ muốn giết nàng Cho nên nàng sẽ không cầu xin hắn Tiêu Dận nhìn Hoa Chư Vũ, nhìn nàng đau tới nhíu chặt lông mày, bàn tay nắm chặt giống như không hề bị thương. Làn môi trắng bệch không có huyết sắc, cắn chặt mặt áo đã rách, làm mảnh vải xé từ trên bả vai xuống. Trên mảnh vải dính không ít máu, lực cắn cũng thật không nhỏ. Không phải nàng không thấy đau mà là rất đau, nhưng nàng vẫn không chịu cầu xin tha thứ. Lần đầu tiên, Tiêu Dận có cảm giác không thể nắm giữ được trong tay chỉ cần một câu hắn có thể khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn rất đơn giản nhưng nếu giết nàng cũng không có tác dụng gì hắn cảm thấy cuối cùng hắn vẫn là người thua cuộc loại cảm giác này rất khó chịu hắn mím chặt môi từ từ đứng dậy thong thả đi ra phía sau nàng bắt lấy một bàn tay của nàng một bàn tay lúc trước còn xinh đẹp biết bao chỉ là bàn tay này đã bị khớp xương nàng chọc phá lộ ra những vết máu thịt nham nhở còn có cả mùi máu tươi Cô chỉ là một nha hoàn, một nha hoàn bị người ta lợi dụng. Nếu Hoa Mục đã muốn cháo cô gả ra ngoài, cô cần gì phải bán mạng cho hắn? Không bằng ở lại Bắc Triều đi theo bản điện hạ, ta sẽ tạm tha cho cô. Thế nào? Tiêu giận trầm giọng nói. Được, Hoa Chiều Vũ nói không chút do dự, giọng nói rành mạch rõ ràng, tuy tiếng còn hơi khàn khàn trầm thấp, nhưng vẫn rất kiên quyết. Hả? Tiêu giận nghĩ mình nghe nhầm, không tin nàng lại đáp ứng nhanh như vậy, không phải nàng chỉ thích nói không hay sao? Ta nói là được. Hoa chiều vũ chậm rãi gần từng tiếng một. Ở lại Bắc Chiều không có nghĩa cả đời ở lại Bắc Chiều. Nàng vẫn có thể tùy thời rời đi. Tương tự như vậy, đi theo hắn cũng không có nghĩa là cả đời đi theo hắn. Tiêu giận nhìn dáng người cao ngạo của nàng. Không biết vì sao trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Thận không biết nếu nàng còn cự tuyệt liệu hắn có thể tháo rời cánh tay này ra không? Chương 21 Băng và Lửa Sau một hồi rằng co, cuối cùng hoa chư vũ đã thắng nàng thấy tiêu dận cầm tay nàng lên bắt đầu chỉnh lại các đốt ngón tay bị bẻ động tác của tiêu dận rất điều luyện thuần thục bẻ xương đã thành thạo nối lại cũng không kém xem ra đã được rèn luyện không ít xử lý xong phần bàn tay tiêu dận liền phái người loại bỏ đảo câu tiễn cho nàng Hai người mặc áo bào trắng được mời tới đây, nghe nói là quân y trong doanh trại. Bọn họ cầm một con dao nhỏ sắc bén, thiêu đỏ trên lửa nhiều lần, sau đó nhanh chóng quét đi một phần da thịt trên vai hoa chứa vũ, mở rộng phần da thịt bên trong, tìm kiếm đầu móc tên. Sau khi cậy mũi tên ra, mới đổ thuốc trị thương lên vai hoa chứa vũ. Động tác rất nhanh, nhưng bọn họ nghĩ nàng làm bằng gỗ hay bằng đá, mà không cho nàng dùng thuốc giảm đau. Một phần vì đau, một phần vì đã mệt mỏi cả đêm, sau khi Hoa Chư Vũ lấy xong đảo câu tiễn, liền mệt mỏi lăn ra ngủ. Hoa Chư Vũ dưỡng thương ước chừng nửa tháng, miệng vết thương mới bắt đầu đóng vẩy. Nhưng những ngón tay còn chưa lành hẳn, vẫn phải nẹp bằng kẹp gỗ không thể cử động. Nàng vẫn ở trong hồng trại như trước, nhưng đãi ngộ đã hoàn toàn khác. Ngoài cửa tăng thêm rất nhiều thị vệ, giống như tiêu dận thật sự muốn giữ nàng ở lại Bắc Triều. Tiêu dận còn đặc biệt phái hồi tuyết đến hầu hạ nàng. Nếu nàng nhớ không nhầm Thì hồi tuyết là thị nữ thân cận của tiêu dận Trong nửa tháng này Chiến sự Nam Triều và Bắc Triều Vẫn bế tắc như cũ Hai quân luôn ở trong tình trạng rằng co Tổn thất không ít Lúc này Bình Tây Hầu Hoa Mục nắm giữ toàn bộ tinh binh Ngoài một vạn binh mã của Mã Lan Tướng quân chấn thủ tương ngư quan năm vạn còn lại đều là quân Hoa Gia Binh lực của Hoa Gia Trong trận chiến này thiệt hại không thể kể hết Nghe nói viêm đế Nam Triều, thấy tấn công đã lâu mà không có kết quả, liền phái 5 vạn tinh binh từ đế đô tới tiếp viện, nhưng đi được nửa đường lại đột ngột rút quân về. Tin tức này đối với Bắc Triều không thể nghi ngờ gì là một tin tốt lành, nhưng lại khiến trong lòng Hoa Chư Vũ cảm thấy bất an. Viêm đế đã có dã tâm khơi mào trận chiến này, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hay là ở Đông Yến có biến động? Đại bộ phận Danh giới Đông Yến giáp với Nam Triều, tuy lãnh thổ không rộng lớn, nhưng khoáng sản Đông Yến rất phong phú, quốc lực cường thịnh vô cùng. Mấy năm nay, quan hệ Đông Yến và Nam Triều vẫn luôn hòa thuận, nhưng cũng không có nghĩa Đông Yến sẽ không thừa dịp đế đô Nam Triều lỏng lẻo, phát binh xâm lược. Chiến tranh giữa Nam Triều và Tây Lương đã kéo dài nhiều năm, tiêu hào không ít tài lực quốc gia, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể khai chiến cùng lúc với cả Đông Yến và Bắc Triều. Hơn nữa, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng trong trận chiến với Bắc Triều, như vậy chỉ còn có một con đường, đó là ký hiệp ước. Quả nhiên, mấy ngày sau Hoa Chư Vũ nghe hồi tuyết kể lại, Bắc Triều và Nam Triều đã ký hiệp ước trong vòng 3 năm, không xâm phạm lẫn nhau. Nam Triều và Bắc Triều đồng thời rút quân. Mà chỗ nàng trở về lại là Bắc Triều. Nghe nói phụ thân đã yêu cầu Tiêu Dận trả nàng lại, nhưng Tiêu Dận chỉ nói, tùy cô ấy là một nha hoàn một thứ hàng hóa thay thế Nhưng nếu đã tới hỏa thân thì chính là người của Bắc Triều Không thể trả lại Huống hồ cô ấy đã đồng ý ở lại Bắc Triều Phụ thân vẫn chưa nói ra thân phận thật sự của nàng Chắc ông cảm thấy thân phận nha hoàn này Sẽ tăng thêm độ an toàn cho nàng Ngày thứ hai sau đàm phán Hòa trừ Vũ liền theo những binh sĩ Bắc Triều trở về Lần này tiêu giận không sai người gói nàng lại Để mặc cho nàng trên lưng ngựa nữa Mà cho nàng ngồi xe ngựa trở về Bánh xe chậm chậm lăn Hoa Trừ Vũ dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy Thảo Nguyên Minh Mông không ngừng lùi về phía sau. Nàng đang dần dần rời khỏi Nam Triều, rời khỏi nhà nàng. Trong lúc xe ngựa đang chạy, có một bóng người vén màn xe lên chui vào trong, ngồi ở trên giường đối diện với Hoa Trừ Vũ. Ngoài Tiêu Dận, còn có thể là ai khác? Từ sau đêm hôn mê đó đã hơn nửa tháng, nàng chưa nhìn thấy hắn. Hoa Trừ Vũ còn tưởng hắn đã quên mất nàng, nếu vậy thì thật tốt. Đợi sau khi vết thương hồi phục nàng có thể tìm cơ hội trốn đi Ai ngờ hắn lại vẫn chưa quên Tiêu dận đã thay khôi giáp trên chiến trường Chỉ mặc một bộ quần áo gấm màu đen Lạnh như xương tựa trên giường Không thèm nhìn hoa chư vũ lấy một lần Hắn với tay lấy một chiếc cốc đế dài rót đầy rượu Tiêu sái ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Rồi nheo mắt lại rót đầy rượu lần nữa Nâng tay về phía hoa chư vũ thản nhiên nói Cô có muốn một ly không? Nô tỳ không dám Hoa trừ vũ thu tầm mắt khẽ nói Tiêu giận hít mắt Xém nữa cầm cốc rượu hắt ra bên ngoài Nàng còn biết không dám sao Là ai hôm đó đã đập bàn hắn Uống hết nước trà của hắn Tuy hắn không đổ rượu ra ngoài Nhưng bàn tay khẽ run lên Khiến rượu sóng sánh rơi cả ra xe ngựa Người con gái trước mắt Vừa giống nữ nhân lại vừa có phần không giống Khuôn mặt trong sáng Lông mày rất dài Uyển chuyển hàm xúc Đôi mắt phượng khẽ sách lên Long lanh trong suốt Có phần mị hoặc đủ sức chiếm đoạt hồn phách con người khi tập trung suy nghĩ đôi mắt kia sẽ yên tĩnh như băng ngọc khi mỉm cười sẽ chợt phát sáng rực rỡ như ánh mặt trời mũi cao thẳng thanh tú mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh môi như hồ đào tháng ba kiều diễm ôn nhu nàng không hề trang điểm không còn vẻ tục tĩu như trước mà đơn thuần làm người ta không thở nổi giống như một viên ngọc quý bị bôi mỡ bên ngoài sau khi lau đi lộ ra vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm tiêu giận thất thần trong giày lát cái chén trong tay đã hơi nghiêng hoa trừ vũ vươn tay nhận lấy chén rượu trong tay tiêu giận nâng chén uống cạn tư thế ngửa đầu như nước chảy mây trôi uống cạn mới quay lại khẽ cười với tiêu giận mang theo khí phách thoải mái hào sảng tiêu giận bị nụ cười của hoa trừ vũ làm cho hoảng hồn bằng và lửa hai khí chất cực đoan này lại có thể kết hợp vô cùng hoàn mỹ trên người nàng khi trầm lắng chính là băng, trong trèo mà lạnh lùng, lúc nổi bật lại chính là lửa, tươi đẹp rực rỡ. Cô không hỏi vì sao bản điện hạ lại cho cô đi theo sao? Tiêu giận phục hồi tinh thần, nhận lấy chén đế cao, xoay tròn thưởng thức trong tay, cười hờ hững thản nhiên nói. Hoa trừ vũ nhích lại gần bên giường, khóe môi cong lên nở nụ cười như hoa. Có quan trọng gì đâu, quân kỹ ta cũng đã từng làm, còn có chuyện gì không làm nổi. Tiêu Dận như cười như không cười, sống lưng lại cứng đờ, không khí ấm áp trong xe nháy mắt đã giảm xuống mấy độ, cảm giác như sắp đóng băng đến nơi. Chương 22, phủ thái tử. Tiêu Dận không nói được lời nào, lại rót thêm một chén rượu, nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lông mi đen dài che đi một đôi tử mâu sắc bén, khí lạnh quanh thân dần dần bộc phát ra ngoài. Vì sao nàng lại bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy, giống như chưa từng có gì phát sinh trên cơ thể nàng? Xem ra, đan hoàng cô nương rất nguyện ý làm kỹ nữ. Tiêu giận nắm chặt lấy chén, chậm rãi nhấp một ngụm. Đây là loại rượu túy hoa gian đưa tới đêm đó. Hương vị rất thanh thuần, quả thật là rượu ngon. Nhưng lúc này hắn lại không cảm nhận được một chút hương vị nào. Trong lòng không khỏi phiền chán. Hay là lúc trước ở Nam Triều, cô vốn không phải nha hoàn hoa phủ mà là gia kỹ. Nếu bản điện hạ đoán không sai, đôi tay này của cô đã có bao nhiêu người đàn ông gối qua. Hoa mục, doanh sơ tà, tứ đại thân vệ dưới trướng doanh sơ tá hay là tướng lĩnh trong quân đội hoa gia từng câu của hắn như dao găm đâm thẳng vào trái tim người khác hoa chiếu vũ hơi bất ngờ nhưng cũng không tức giận ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ hắn nghĩ nàng như thế nào không quan trọng quan trọng nàng nhớ hắn đã từng nói hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào kỹ nữ có lẽ đó cũng là một cách tự bảo vệ mình đúng vậy tất cả đều giống với suy nghĩ của thái tử điện hạ không lẽ thái tử điện hạ hối hận đã để đan hoàng đi theo ngài bây giờ hối hận vẫn còn kịp không bằng để ta rời đi thế nào tránh cho thái tử điện hạ bẩn mắt dáng vẻ tươi cười của nàng trong toa xe âm u lại hết sức thuần khiết người con gái như vậy nhìn thế nào cũng không giống một kỹ nữ nhưng cho dù trước đây không phải thì sau khi tới bắc triều cũng đã bị hắn ném vào hồng trại cũng đã trở thành quân kỹ tiêu giận nghiêm mặt đáy mắt xẹt qua một tia khó nắm bắt nhưng muốn nói gì đó cuối cùng lại im lặng trong tòa xe trầm mặc Còn có bóng dáng cao lớn phủ lên Nặng nề lạnh lẽo Rất lâu sau hắn mới chậm rãi đứng dậy Khuôn mặt sắc bén như đau Đôi mắt màu tím sâu thẳm Khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì Cô là kỹ nữ cũng được Là con nhà lành cũng được Từ nay về sau cô đã là người của bản điện hạ Đừng hy vọng có thể rời đi Huống hồ Cho dù cô có chạy thoát thì bản điện hạ cũng có cách Để bắt cô về Ta khuyên cô đừng nên si tâm vọng tưởng nữa trong lời nói nghiêm nghị của hắn tràn đầy ý uy hiếp khiến hoa chứ vũ có phần sợ hãi trong nháy mắt thân ảnh cao lớn của hắn đã đi ra khỏi xe ngựa xuyên qua hai lớp mảnh hoa chứ vũ đã nhìn thấy tiểu giận xoay người nhảy lên đại hắc mã ghìm chặt dây cương phóng về phía trước hoa chứ vũ nghiêng người dựa vào giường trên môi lộ rõ nụ cười không muốn cho nàng rời khỏi đây tiêu giận người mới là kẻ ngốc nằm mơ mấy hôm sau tiêu giận cũng không xuất hiện trong xe nữa chỉ có hồi tuyết bám theo nàng không rời nửa thước chắc là đề phòng nàng đào tàu thật ra bọn họ cũng không cần căng thẳng như vậy làm gì tay nàng vẫn còn chưa bình phục ngay cả cưỡi ngựa còn khó làm sao có thể trốn đi được phiêu bạt trên thảo nguyên một thời gian dài cuối cùng cũng đã tới được đô thành bắc triều thượng kinh thành thị phồn hoa nhất bắc triều hoa triều vũ vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài hoàng hôn buông xuống lộ ra nửa bầu trời xanh u ám, nửa còn lại là những dáng mây mờ bảy màu. Dưới bầu trời là một tòa thành cổ rất lớn xây bằng đá, cổng thành nguy nga đổ sộ, tường thành kéo dài cả trăm dặm, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mặc dù giờ đã là hoàng hôn, nhưng ở cổng thành vẫn có không ít con dân Bắc Triều xếp hàng nghênh đón, mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh tiêu giận, đám người bắt đầu sôi trào, hoàn hồ ca tụng. Xe ngựa từ từ lướt qua đoàn người, đi đến trước phủ thái tử đã là nửa đêm hoa chư vũ đi theo hồi tiết xuống xe trước mắt là một tòa phủ đệ trang nghiêm tôn quý hai bên cửa là hai con hùng sư đang dương nành múa vuốt bốn chân đạp lên quả cầu trước cửa phủ có rất nhiều thị nữ mang theo đèn lồng hình bát giác bằng ngọc lưu ly xếp thẳng hàng chiếu sáng cả một con phố bọn họ đang vây quanh một người phụ nữ người phụ nữ kia nhìn qua mới hơn 50 tuổi dung mạo đoan trang khóe mắt có nếp nhăn đi cùng bao năm tháng vừa nhìn thấy tiêu dận đã nở nụ cười đầy yêu thương nhũ mẫu tiêu dận lập tức nhảy xuống thi lễ với người phụ nữ kia hòa trừ vũ vẫn nhớ mẫu thân tiêu dận đã qua đời từ rất lâu người được gọi là nhũ mẫu này chắc là bạch mã phu nhân hồi tuyết từng nhắc tới tiêu dận rất kính trọng người phụ nữ này thiệp thần tham kiến thái tử điện hạ có hai nữ nhân đang nâng bạch mã phu nhân cùng hướng về phía tiêu dận hành lễ Hòa trừ vũ đưa mắt nhìn qua Hai người này đều tự xưng là thiếp thân Thì chắc là cơ thiếp của tiêu giận rồi Dưới ánh đèn màu cam dọi xuống Nàng thấy rõ một trong hai người này mặc hồ phục màu đỏ Mái tóc đen tết thành bím Mỗi chỗ thắt đều dùng dây bỏ buộc lại Chắc đây là kiểu tóc của bác Triều Cực kỳ quyến rũ Cô gái kia có đôi lông mày lưỡi mát Vô cùng xinh đẹp Người còn lại mặc hồ phục màu lam dáng người còn mềm mại hơn so với cô gái mặc áo đỏ nhiều trên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt dịu dàng nhìn tiêu giận tình ý miên man a à, giận vị này là khi bạch mã phu nhân nhìn thấy hoa chư vũ liền nước mắt nhìn tiêu giận kinh ngạc hỏi chương 23 tư tẩm hai người cơ thiếp vốn không hề chú ý tới hoa chư vũ giờ nghe thấy bạch mã phu nhân hỏi như vậy mới rời tầm mắt khỏi người tiêu giận nhìn về phía nàng Hoa chứ Vũ đứng dưới ánh trăng mông lung, bị vài ánh mắt phức tạp soi mói mà trên mặt vẫn thản nhiên như cũ. Trong lòng nàng chợt nhớ tới ngày hôm đó, nàng bước trên tấm thảm đỏ gả ra ngoài cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như vậy. Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy phiền muộn. Tiểu Dận quay đầu vân đạm phong khinh nhìn Hoa chứ Vũ, thản nhiên nói: Nhũ mẫu, đây chỉ là một nô tỳ. Trong mắt bạch mã, vu nhân hiện lên vẻ ngờ vực, nhưng bà cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lãnh đạo xoay người đi vào bên trong phủ Cờ thiếp tiêu giận nghe thấy Hoa Chư Vũ chỉ là một ả à nô tỳ, Lại nhìn thấy trang phục thị nữ trên người Hoa Chư Vũ Cảm giác như chút được gánh nặng cười cười Quay người đi theo tiêu giận và lão phu nhân Hoa Chư Vũ theo sau bọn họ bước vào phủ thái tử của tiêu giận Tuy cũng không còn sớm nhưng khắp phủ thái tử đèn nuốt sáng trưng Rõ ràng bạch mã phu nhân đã chuẩn bị xong xuôi tiệc tẩy trần cho tiêu giận hoa chư vũ đi theo hồi tuyết qua một hành lang thẳng dài và một sân viện mới tới được đại điện trên cánh cửa đại điện ghi rõ ba chữ khánh an cung toàn bộ chỗ này đều được xây bằng đá cẩm thạch dù không được tinh xảo quý giá như nam triều nhưng vẫn có nét độc đáo riêng sàn điện làm từ những khối đá xanh mài vuông vức cỡ ba thước một khối bóng loáng soi được cả người nóc nhà rất cao những cây trụ gỗ thô chạm khắc hình phi long đứng trong điện rộng lớn như vậy, có thể vọng lại tiếng người nói chuyện. Trong điện trang hoàng lộng lẫy, chính giữa đại điện là một chiếc ghế dựa rát vàng ngọc. Nên Hoa chứ Vũ đoán nơi này chính là tẩm cung của Tiêu Dận. Tiêu Dận vừa mới nói nàng là nô tỳ của hắn, không biết Hồi Tuyết đưa nàng tới nơi này làm gì. Hồi Tuyết, không biết điện hạ muốn xếp ta ở đâu? Hoa chứ Vũ nhẹ nhàng hỏi. Hồi Tuyết đột nhiên dừng bước quay đầu nói, Đan Hoàng, hiện giờ cô là nô tỳ phủ thái tử, sau này khi nói chuyện trước mặt chủ nhân nhất định phải tự xưng nô tỳ. Phủ thái tử không thể so sánh với bên ngoài, cô phải làm cho tốt bổn phận của mình. Nếu chọc giận điện hạ hoặc những chủ nhân khác, chỉ có cô phải chịu thiệt mà thôi. Hoa Trư Vũ hơi sửng sốt, lập tức cong miệng cười nói. Đan Hoàng nhớ rồi, nàng đã từng chết một lần, quân kỵ cũng từng làm qua, chẳng lẽ không làm nổi một nô tỳ hay sao? Vẻ mặt hồi tuyết hòa hoãn lại, tiếp tục nói. Nơi này là tẩm cung của điện hạ Sau này cô sẽ ở thiên điện Làm tư tẩm của điện hạ Tư tẩm là trước gì? Làm những việc gì? Hoa trừ vũ vừa nghe thấy tư tẩm Trong lòng lại sững sờ thêm lần nữa Nói trắng ra Thì là người chuyên giải giường xếp chăn cho điện hạ Hồi tuyết thản nhiên nói Hoa trừ vũ nhăn mày Nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại công việc như thế này Chuyên trải giường xếp chăn cho tiêu dẫn Này, Thế không có việc gì khác giống như nấu nước giặt rũ hay quét dọn sao? Hoa Trư Vũ hỏi. Đó đều là những việc nặng nhọc. Việc tư tẩm chính là công việc nhàn hạ nhất. Bọn thị nữ ai cũng tranh nhau làm. Hồi tuyết thản nhiên nhìn Hoa Trư Vũ nói. Trong lòng Hoa Trư Vũ cũng hiểu. Bọn họ tranh giành công việc này tuyệt đối không phải bởi vì nó nhẹ nhàng. Mà là vì có thể nhìn thấy tiêu giận mỗi ngày. Nếu mọi người đều muốn tranh giành. Vậy để bọn họ làm sẽ tốt hơn không? Hay cô cho ta đi quét dọn đi? có thể cách xa tiêu giận càng xa càng tốt tốt nhất là để hắn quên mất nàng như vậy đợi vết thương bình phục rồi nàng có thể tìm cách chạy trốn đây là mệnh lệnh của điện hạ hồi thuyết không có quyền thay đổi nếu cô không muốn làm có thể đi cầu xin điện hạ hồi thuyết vừa nói vừa đến thiên điện mở cửa một căn phòng nói sau này cô sẽ ở đây mỗi ngày cô chỉ cần thay ga giường trải chăn màn trước khi điện hạ đi ngủ nếu trời lạnh cô chỉ cần ủ ấm chăn cho điện hạ là được cô nhớ rõ chưa Hoa Trư Vũ nhăn mày nhăn mặt, không biết mình có nghe lầm hay không. Mặc dù nàng xuất thân phú quý, tỷ nữ trong phủ cũng xếp thành đàn. Nhưng tối nay là lần đầu tiên nghe thấy có chức tư tẩm, lần đầu tiên nghe thấy việc ủ chăn. Có lẽ nàng ở bên ngoài chịu khổ quá lâu, chưa được trải qua cảm giác hưởng thụ này. Không biết có phải nhà quyền quý nào cũng bày ra nhiều trò như thế hay không? Ủ chăn, không lẽ giống như làm ấm giường trong lời Bình lão đại nói chuyện phiếm với Khang lão tam, chẳng lẽ nàng phải vào đó ủ cho ấm rồi tiêu giận mới vào ngủ? Đừng nói tới làm, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật xấu hổ. Nàng không muốn làm việc này. Bây giờ đã là tháng 3, vùng Tây Bắc cũng dần dần ấm lên, chẳng chưa phải đi làm ấm giường, nhưng đợi đến lúc mùa đông giá rét, ai biết được nàng phải làm thế nào. Nhớ hết rồi, còn gì nữa không? Hoa trừ Vũ cười nói, hết rồi ta à đi trước đây. Lát nữa cô nhớ phải trải giường chiếu cho điện hạ. Hồi tuyết nói xong liền đứng dậy rời đi. Hoa chứa vũ dựa vào giường nhìn qua chỗ ở của mình. Đây là một gian phòng nhỏ sạch sẽ. Tuy bệnh viện khá đơn giản nhưng vật dụng đều là những đồ quý giá. Không hổ danh là cung điện của thái tử. Mấy ngày bôn ba trên xe ngựa khiến nàng cảm thấy rất buồn ngủ. Vừa đặt lưng lên giường, Hoa chứa vũ đã cuộn tròn người lên chiếc giường êm ái trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe thấy có tiếng người truyền tới hoa triều vũ ngẩng đầu tỉnh dậy thì thấy mặt trăng bên ngoài cửa sổ đã lên rất cao trời đã rất khuya hoa triều vũ xoay người rời khỏi giường nghĩ tới những lời hồi tuyết dặn dò nàng liền mở cửa đi về phía tầm điện của tiêu dận bây giờ nàng phải giấu nghề ở lại phủ thái tử an tâm dưỡng thương không thể bị trách phạt nàng bước nhanh vào tầm điện của tiêu dận dẫm lên những tảng đá xanh soi rõ gương mặt người xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn lụa màng óng ánh đi về phía trước giường lớn khảm vàng ngọc không thể không nói tiêu giận thật đúng là người biết cách hưởng thụ trước giường này cũng thật là lớn quá đi nghe tiếng người tới càng lúc càng gần hoa trừ vũ vội vàng đi tới gần một chiếc tủ bên cạnh lấy ra một bộ chăn đệm tay nàng vẫn còn đang mang nẹp gỗ không được linh hoạt chỉ có thể dùng một tay để trải giường chiếu động tác có phần chậm chạp khi làm xong đã nghe thấy tiếng người đi tới trước cửa đại điện, xem ra tiêu giận đã trở lại. Hoa trừ vũ nhìn lướt qua giường thấy không còn gì che trách mới lùi ra ngoài. Cửa đại điện vang lên tiếng thị nữ quỳ lạy, tiêu giận đã bước vào trong. Lúc này đi ra ngoài đại điện sẽ chạm mặt với hắn. Hoa trừ vũ vội trốn vào một góc khuất bên ngoài lặng yên nhìn lại chỉ thấy tiêu giận đang uể oải nhấc từng bước chân đi qua đám thị nữ kia hắn không chỉ có một mình mà còn đang ôm lấy một người phụ nữ trong lòng. Người này chính là nữ nhân mặc áo đỏ, nàng mới nhìn thấy ngoài cửa phủ thái tử. Lúc này nàng ta như con chim nhỏ nép vào trong lòng tiêu giận, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, trên mặt thoáng ửng hồng đầy vẻ quyến rũ phong tình, thần là kích thích. Dáng người phiêu giật như một đám mây màu hồng, trên tay áo thêu chỉ sáng màu, lấp lánh dưới ánh đèn, sợi dây lưng nhiều màu rủ xuống lộ ra vòng eo thon thả thướt tha. Xem ra, người đàn ông này không thể thiếu phụ nữ, mới vừa từ chiến trường trở về đã vội vàng cho gọi cơ thiếp tới thị tầm. Chắc tiêu giận đã uống không ít rượu, trong mắt lộ rõ vẻ say mê. Kim quan cột tóc đã rơi xuống, mái tóc dài xóa tung, toàn thân mang theo sự quyến rũ tà ác, cùng với sức hấp dẫn khó có thể chống cự. Hai người ôm ấp lướt qua hoa chư vũ đi vào trong phòng, chỉ một lát sau, hoa chư vũ liền nghe thấy tiếng cười từ tình đầy sung mãn của tiêu giận vọng ra. Nàng xây dịch bước chân Lặng lẽ rời khỏi góc khuất vội vã Bước ra cửa đại điện Nhưng vào đúng lúc này Lại nghe thấy bên trong chuyển ra tiếng quát lạnh của tiêu giận Tư tẩm Là ai tư tẩm Lăn ra đây cho bản điện hạ chương 24 Cảnh xuân ái muội Thoáng chốc Cả đại điện lặng ngắt như tờ Trong lòng hoa chư vũ trầm xuống Nàng dừng bước quay đầu nhìn lại Chỉ thấy những thị nữ hầu hạ trong điện Đều dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn trầm trầm vào nàng trong mắt như thầm nói một câu cô xong rồi hoa chế vũ thật ra không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến tiêu giận đang tình trạng ý thiếp ân ân ái ái lại có thể tức giận tới mức này nàng chỉ đành cúi đầu đi về phía trước hy vọng tiêu giận quên đi người tư tầm là nàng không cố ý làm khó nàng tối nay là cô tư tầm sao giọng nói của tiêu giận truyền xuống từ bên giường cách mấy lớp màn trùng trùng điệp điệp không nghe rõ cảm xúc của hắn Đúng là nô tỳ. Hoa trừ vũ cúi đầu nói, cố ý sửa cho giọng nói thô giáp, không hy vọng hắn nhận ra giọng nói của mình. Kéo ra ngoài, đánh hai mươi trượng Tiêu dẫn thản nhiên nói, tuy âm lượng không cao, nhưng trong điện đang yên lặng không một tiếng động này, lại nghe thấy rất rõ, rất mạnh mẽ. Có vài thị nữ tuân mệnh tiến lên, định kéo hoa trừ vũ đi. Đợi đã, hoa trừ vũ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước, anh nến khẽ lay động, chiếu qua tầng tầng lớp lớp màn lụa mỏng manh như sương như khói hiện lên bóng người phiêu giật người phía sau màn uể oải lười nhắc mơ hồ có một bàn tay ngọc đang cuốn lấy cổ hắn không biết nô tỳ đã làm sai chuyện gì mà bị điện hạ trừng phạt như vậy hai mươi trượng cũng không phải là hình phạt nhẹ bây giờ nàng còn không có nội lực hộ thể sẽ khó mà chịu nổi điện hạ đây không phải là thị nữ ngài mang về sao sao lại to gan như vậy một giọng nữ truyền qua màn lụa vẫn mềm mại quyến rũ vô cùng Chăn đệm lạnh như vậy, sao cô dám trải cho bản điện hạ ngủ? Ngoài giọng nói lạnh lùng còn có hai đạo ánh sáng, sắc bén nhìn về phía nàng. Hoa trừ vũ hơi sửng rốt, thì ra vẫn phải làm ấm giường sao? Trên chiến trường gian khổ như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh như thường, Ngửi như vậy sao còn bày đặt chân gối lạnh lẽo? Có khi nào hắn biết người tư tầm là nàng cho nên mới cố ý muốn hành hạ nàng? Điện hạ, nô tỳ không làm sai, Chăn đệm này nô tỳ đã làm ấm qua, chỉ là điện hạ về quá muộn nên mới bị lạnh như vậy. Hoa trừ Vũ kéo dài giọng nói, hy vọng Tiêu Dận không phạt nàng là được. Nếu Điện hạ thấy lạnh, nô tỳ sẽ làm ấm lại. Như vậy đi, cô làm ấm lại cho bản Điện hạ thì bản Điện hạ sẽ tha cho cô. Tiêu Dận miễn cưỡng nói, "Vâng." Hoa trừ Vũ khẽ thở dài một hơi, không ngờ lần này Tiêu Dận lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nàng đợi một lúc cũng không thấy ai mang chăn đệm ra cho nàng, nàng nhìn xung quanh lại thấy ánh mắt của một thị nữ nhìn nàng đầy thông cảm. Xem ra, tiêu giận là cố ý muốn làm khó nàng. Hắn nghĩ nàng không dám đi vào lấy chăn. Nếu không lấy được chăn đệm ra, thì không làm ấm được, sẽ bị xử phạt. Hoa chư vũ cười lạnh, vươn tay vén tấm rèm che bằng lụa mỏng lên. Hành động này khiến các thị nữ phía sau hít khí lạnh liên tục, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt hiện lên một cảnh xuân đầy ái muội, tiêu giận dựa vào giường, mái tóc đen tùy ý rơi xuống dưới, quần áo hỗn loạn lỗ ra bộ ngực tráng kiện màu lúa mạch. Một cánh tay ngọc trắng như tuyết đang vờn quanh cổ hắn. Trên cổ tay có một chiếc vòng mã não màu đỏ, đeo trên da thịt trắng nõn trông thật là lóa mắt. Chỉ có hoa chư vũ vẫn điềm nhiên như thường, dùng tay trái kéo chăn đệm trên giường xuống. Cờ thiếp tiêu giận thở mạnh một tiếng, vươn ngón tay ngọc thon dài chỉ thẳng vào hoa chư vũ. Cô, cô, cô thật là to gan. Phụ nữ nam chiều ai cũng to gan như cô vậy sao? Tiêu giận nheo mắt, âm trầm đánh giá Hoa Chứ Vũ. Hoa Chứ Vũ khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, cái này có tính là gì? Điện hạ dám lộ chẳng lẽ ta không dám nhìn sao? Lại nói đây cũng không phải lần đầu tiên nhàng nhìn thấy những cảnh thế này. Có một lần, nàng vô tình chạm mặt các binh sĩ trong doanh ra bờ sông tắm rửa. Lúc đó nàng giật nảy mình, vội vàng xoay người rời đi. Có vài tên cố tình cười chê nàng chưa bao giờ tắm rửa cùng bọn họ nói nàng không biết chiều hiền đại sĩ. Vài người vây nàng lại, đem nàng ném xuống nước, muốn nàng tắm cùng bọn họ. Lần đó nàng đã rất tức giận, sau khi cho vài tên nếm mùi đau khổ mới thoát được ma trưởng của bọn họ. Tuy nói trong quá trình đánh nhau, nàng đã cố hết sức không nhìn về phía bọn họ, nhưng dù ít nhiều, vẫn đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Sau đó nàng giải thích mình bị bệnh nên không thể tắm dưới nước sông lạnh lẽo có trời mới biết khi đó đang là mùa hè nắng chói trang được tắm rửa trong lòng sông thoải mái tới mức nào hòa chư vũ dùng sức kéo chăn đệm trên giường xuống quần áo trên người cơ thiếp kia đã cởi ra được một nửa lúc này không có chăn đệm chỉ biết ư một tiếng lui ra sau lưng tiêu giận tiêu giận nhào mắt nhìn hoa chư vũ hắn từ từ đứng dậy nghênh đón ánh mắt thản nhiên của nàng cũng không hề để tâm tới bộ ngực đã lộ quá nửa của mình mà đi về phía hoa chư vũ được vài bước đã áp sát khóa chặt người nàng lại. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Hoa Chư Vũ không tự chủ được lùi lại mấy bước, tiêu giận từng bước áp sát, ép nàng đi về đến sát tường. Hắn vươn hai tay, một trái một phải chống lên trên tường, nhốt Hoa Chiêu Vũ vào trong vòng tay của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ gần nàng trong gang tấc, màu mắt tím dưới ánh nến càng thêm thâm sâu, nặng nề mà cháy bỏng nhìn về phía nàng. Hoa Chư Vũ nhăn mày, ngừng cao đầu lên chống lại ánh mắt hắn, trong lòng cảm thấy bồn chồn nàng thật sự không nhìn ra ánh mắt kia đang ẩn giấu điều gì người muốn làm gì hoa trừ vũ hỏi tiêu giận đột ngột nắm lấy cảm nàng hoa trừ vũ bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn tuy trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng biểu hiện ra ngoài lại vô cùng bình tĩnh trong mắt tiêu giận lộ ra tia sáng lạnh lẽo thản nhiên nói nói cho cô biết bản điện hạ không phải là người ai muốn cũng có thể nhìn món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi lại bản điện hạ không phải người thích chịu thiệt Nói xong buông cầm hoa Trừ vũ ra tươi cười rạng rỡ Hoa Trừ vũ nhìn hắn cười mà cảm thấy phát sợ Ôm lại chiếc chăn chạy ra bên ngoài Bên ngoài điện Những thị nữ khác đã chuẩn bị xong bếp lò Lúc này hoa chư vũ mới biết Thì ra phải làm ấm chăn đệm bằng thứ này Đang ngồi xuống hơ qua chăn đệm Thì lại thấy cơ thiếp tiêu dẫn ăn mặc chỉnh tề bước ra vẫn còn chưa thị tẩm đã phải rời đi Chắc là do chuyện vừa rồi khiến tiêu giận mất hứng Lúc cơ thiếp kia đi ngang qua hoa chứ vũ Còn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng Rồi mới lắc mông rời đi Ánh mắt kia chồng cũng thật đáng sợ Hoa chứ vũ cười khổ Xem ra lần này nàng đã đắc tội với người khác E rằng sau này khó mà sống yên ổn trong phủ Chương 25 Nhục nhã Tư tầm quả thật là một công việc nhàn hạ Chỉ cần trải chăn đệm mỗi tối trước khi tiêu dẫn đi ngủ Rồi gấp chăn đệm cho gọn gàng sau khi hắn tỉnh dậy Tuy công việc khá nhẹ nhàng nhưng lại phải thường xuyên chạm mặt với tiêu giận. Nếu đổi là những thị nữ ái mộ hắn, chắc sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng đối với Hoa Chứ Vũ mà nói thì đây đúng là cực hình. Ngày nào cũng phải chạm mặt tiêu giận như vậy, chỉ cần nàng vừa rời khỏi phủ thái tử, tiêu giận sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Hơn nữa, mấy ngày nay, tiêu giận không hề cho người tới để thị tẩm. Tổ ngữ nói, mảnh thất lắm người nhiều ma, ở bên ngoài bắt đầu lan truyền những tin đồn không tốt về nàng. Mấy ngày nay, nhân lúc buổi trưa ít người, Hoa Trừ Vũ thường chạy ra sau hoa viên phủ thái tử xem xét địa hình. Vết thương trên tay đã sắp khỏi hẳn, có thể hoạt động tự nhiên. Nếu tìm được cơ hội, nàng sẽ lập tức rời khỏi đây. Đã dần vào tháng tư, tuy mùa xuân ở Tây Bắc đến muộn, nhưng cũng vẫn tới. Hoa viên phủ thái tử đã trở thành một nơi có đầy cảnh đẹp. Các loài hoa đua nhau nở, bướm trắng bay đùa trong gió. Khi thì có tiếng chim thanh thúy hót trong rừng truyền ra, rất êm tai phong cảnh hoa viên tuy đẹp nhưng lại không hề yên tĩnh như Hoa Trư Vũ tưởng tượng. ở hồ nước trước mặt có một đám thị nữ vây quanh hai người phụ nữ. Hoa Chứ Vũ biết hai người đó là Cơ Thiếp của Tiêu Dận. người mặc áo đỏ thị tẩm đêm đó tên là Mai Na, một người khác gọi là Tuyết Cơ. lúc này hai người bọn họ đang ngồi trước hồ nói chuyện gì đó, dáng vẻ rất hòa hợp. Hoa Trư Vũ hơi nhướng mày, xem ra Tiêu Dận không chỉ biết cách trị quân mà còn rất biết cách chế ngự Cơ Thiếp nàng nghe nói phàm là cơ thiếp phần đâm đều đấu tranh rất gay gắt với nhau không ngờ quan hệ giữa các cơ thiếp của tiêu giận lại tốt như vậy nàng rẽ sang một góc khác định tránh khỏi đám người này không ngờ tới đã có người tinh mắt nhìn thấy nàng ai yêu đây không phải là ả thị nữ đã cám dỗ thái tử điện hạ sao giọng nói đầy xem thường của mai na nhẹ nhàng đưa tới hòa chế vũ thản nhiên nhìn lại rồi tiếp tục đi về phía trước trước mắt nàng không muốn xung đột với bất kỳ ai nàng không muốn gây chuyện nhưng mà có người không muốn buông tha cho nàng mai nà cũng không ngờ hoa chư vũ coi nàng như không khí giận dữ đứng dậy sai bọn thị nữ đuổi theo người đứng lại đó cho ta thấy bản phu nhân còn không quỳ xuống đừng tưởng ngươi là tư tầm của điện hạ thì điện hạ sủng ái ngươi ngươi nhìn ngươi xem chỉ có một mình đơn độc đi dạo vườn hoa ngay cả một thị nữ cũng không có xem ra điện hạ cũng không hề coi trọng ngươi Quân kỹ thì mãi chỉ là quân kỹ Điện hạ chỉ muốn chơi đùa với ngươi Sẽ không cho ngươi giành phận gì hết Trong giọng nói của Mai Na đầy sự khinh thường và ghen tức Hoa trừ vũ đột ngột dừng bước Lạnh lùng cười Nàng đứng yên dưới một gốc cây đào xoay người lại Đúng lúc mùa hoa nở rộ Hoa đào nở đầy cành Dày đặc chi chít Nụ cười của nàng như ngọn lửa rực sáng giữa màu hoa đỏ Càng lúc càng lạnh Cô nói gì Nàng lạnh lùng nhíu mày lại trong giọng nói có khí thế khiến cho người ta kinh hãi Mai Na ngẩn người Nhưng rất nhanh đã chống nạnh cười nói Từ sau khi ngươi tới đây Điện hạ không cho triệu tẩm nữa Nhưng ngươi nghĩ chuyện ngươi làm người khác không biết hay sao Dành nghĩa là tư tẩm Hàng đêm lại câu dẫn điện hạ thị tẩm Đêm hôm đó thấy điện hạ ở cùng chỗ với ta Là ngươi cố ý không làm ấm chăn đẹp Ngươi tưởng điện hạ chỉ độc sủng một người sao <laughs> Đáng tiếc Ngươi chỉ là một quân kỹ Điện hạ không bao giờ chạm vào kỹ nữ Tuy bây giờ ngài bị ngươi mê hoặc cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Ta khuyên ngươi đừng nên đắc ý quá sớm. Hoa chứ vũ ngẩn người. Nàng không biết mình lại là nhân vật chính trong một tin đồn giật gần như thế. Từ tẩm biến thành thị tẩm. Những người này có trí tưởng tượng phong phú thật. Mai na tỉ tỉ, tỉ đừng nói như vậy. Biết đâu sau này cô ấy sẽ trở thành tỉ muội với chúng ta. Đừng dọa muội ấy sợ. Tuyết cơ kiểu diễm đi tới. Toàn thân váy gấm màu xanh nhạt búi tóc trường thủy vô cùng thanh nhã tỉ muội gì sao điện hạ có thể để một quân kỹ làm tỉ muội với chúng ta được mai na cười nhạo hoa chứ vũ không ngờ ngoài thân phận công chúa hỏa thân nam triều chuyện mình làm quân kỹ bọn họ cũng biết một câu quân kỹ đầy nhục nhã sự nhục nhã này bao giờ mới chấm dứt tất cả đều là do tiêu giận ban tặng nàng thản nhiên nhíu mày lạnh lùng cười mai na phu nhân cô cũng biết Điện hạ không thích chạm vào kỹ nữ Nhưng ta lại là một ngoại lệ Có lẽ điện hạ sẽ có thể có thêm ngoại lệ nữa Phải không? Vẻ mặt Mai Na cứng ngắt Nàng ta chừng đôi mắt đẹp nhìn người con gái đứng dưới gốc hoa trước mắt Nàng chỉ mặc một độ đồ, đồ vải bình thường Thản nhiên dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp Tóc dài khẽ thả Vẽ thành dòng nước gợn sóng lăn tăn Chương 26 Cú Ly Đêm, Hoa chế vũ thông qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Trong sân có một gốc cây cổ thụ nở hoa chi chít, rồi anh trăng nhấp nhô như sương mù lúc ẩn lúc hiện. Hương hoa xuyên thấu qua cửa sổ thấm vào tận trong phòng, mang theo hương thơm nồng nàn. Những lời Mai Na nói ban sáng vẫn còn lờn vờn quanh tai, khiến nàng cảm thấy phiền chán. Trong lòng nàng cũng rõ, nàng đã xa vào vòng xoáy tranh giành tình cảm giữa những cơ thiếp của tiêu giận nếu còn ở lại phủ thái tử, chỉ sợ đám cơ thiếp của hắn sẽ coi nàng như chướng ngại vật, tự mình chuốc lấy phiền phức. Mặc dù tiêu giận rất đáng hận, nhưng hắn còn là một đại nam nhân, có phạt nàng cũng là quang minh lỗi lạc. Còn đám cơ thiếp giành giật tình cảm với nhau, trước này đều dùng thủ đoạn ném đá giấu tay, xem tình trạng của nàng hiện giờ thì rất khó phòng tránh. Trong lòng đang ngộn ngang trăm mối, thân vệ của tiêu giận là Lưu Phong, bỗng tới gọi nàng qua đó. Sắc trời đã không còn sớm, mới vừa rồi nàng cũng đã sắp chăn đệm gọn gàng cho Tiêu Dận, lúc này gọi nàng đến đó không biết là có chuyện gì. Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến tầng điện của Tiêu Dận. Ánh đèn trong điện sáng ngời, Tiêu Dận ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sách, mì mắt buông xuống hình như rất chuyên chú. Ánh sáng màu vàng chiếu lên sông mũi cao thẳng của hắn, hát lên trên đôi lông mày rậm rạp, khí chất lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, nhìn qua trông thật bình thản bộ dạng của hắn cũng rất được bảo sao đám cơ thiếp và tỷ nữ ngày nào cũng hao tâm cơ tìm mọi cách để trèo lên giường của hắn chỉ là những chuyện này vốn không liên quan đến nàng vậy mà cũng vô cớ bị kéo vào trong lưu phong dẫn nàng tới đây sau khi thi lễ với tiêu giận liền lui ra ngoài hoa trừ vụ cũng không để ý đứng yên trong phòng mím môi không nói gì trong phòng nhất thời im lặng chị nghe thấy tiếng nến cháy suy suy trong không khí bỗng nhiên một tiếng vỗ cánh phá tan bầu không khí chống trải kia. Hoa chứ vũ ngẩng đầu. Lúc này mới thấy Hải Đông Thanh đã đứng trên vai tiêu giận từ bao giờ. Lúc này đang nghiêng đầu nhìn nàng đánh giá. Một đôi mắt ưng đen như mực, rất có linh tính. Chủ nhân xấu xa, con chim này cũng chẳng tốt đẹp gì. Hoa chứ vũ lạnh lùng liếc Hải Đông Thanh. Tới đây, mày mực cho bản điện hạ. Tiêu giận buông quyển sách trên tay xuống lạnh lùng ra lệnh. Hoa chứ vũ nhìn quanh, Thấy những thị nữ hầu hạ xung quanh làm như không nghe thấy, người bưng trà vẫn tiếp tục bưng trà. Là tiêu dẫn vào nàng mai mực sao? Ở đây hình như cũng chỉ có mình nàng nhàn rỗi. Quả nhiên, thấy nàng đứng im không nhúc nhích, tiêu dẫn ngẩng đầu nhìn nàng lạnh lùng nói. Thế nào, bây giờ bản điện hạ không sai bảo được cô nữa sao? Nô tỳ không dám. Hoa trừ vũ cúi đầu thản nhiên nói. Nô tỳ là tư tẩm. Tiêu dẫn cười miệng mai, nhà mắt nói. Từ hôm nay, cô không còn là tư tẩm nữa, Vết thương trên tay đã khỏi Sau này sẽ làm tỷ nữ bên người bản điện hạ Mai mực Hoa trừ vũ cao mày Muốn nàng làm tỷ nữ bên người Hồi tuyết mới là tỷ nữ bên người của tiêu dận Mỗi ngày ngoài việc ăn ngủ Còn lại đều ở bên hầu hạ hắn Lúc hắn ăn thì chia thức ăn Khi hắn xử lý công vụ thì soi đèn mài mực Lúc ra ngoài cũng phải đi theo Cả ngày như hình với bóng Nếu gặp lúc tâm trạng hắn không tốt còn bị của trách Huống chi nếu làm tỷ nữ bên người hắn Nàng càng khó trốn thoát Nô tỳ ngu dốt, sợ không đảm nhiệm được trọng trách này. Hoa chư vũ cúi thấp đầu, chậm rãi nói. Tiêu Dận vắt tay áo đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Hoa chư vũ, đôi mắt tím thâm sâu không thấy đáy, không biết từ khi nào trên mặt đã phủ thêm một lớp hàn xương. Không khí trong phòng đông lạnh, lại khiến người ta không rét mà run. Điện hạ, nô tỳ có việc muốn bẩm báo. Một thị nữ từ trong phòng bước ra, đứng trước mặt Tiêu Dận nói. Tiêu Dận hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt vẫn đặt trên người Hoa Chứ Vũ Chậm rãi hỏi Chuyện gì? Nói Mới vừa rồi tỷ nữ vào trong đốt huân hương Vô tình phát hiện ra Thị nữ dừng lại một chút Ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Chứ Vũ chần chừ nói Phát hiện trên đệm điện hạ có Trong lòng Hoa Chứ Vũ ngừng lại Đưa mắt nhìn về phía thị nữ kia Cô ấy là thị nữ Chuyên đốt huân hương cho tiêu giận Có cái gì? Tiêu giận cũng cảm thấy bất ngờ, trầm giọng hỏi có vết máu giống như tháng của phụ nữ. Thị nữ trần trừ một lúc mới nói ra. Cô ta vừa nói xong, những thị nữ còn lại đều hít sâu vào một hơi. Phải biết rằng tần phi cơ thiếp khi đến tháng đều không được thị tẩm. Nếu lưu lại uế vật này trên giường của chủ nhân chính là tội đại bất kính. Mấy ngày nay, thái tử không chịu người thị tẩm. Trần đệm chỉ có tư tẩm tiếp xúc qua. Chẳng lẽ những chuyện đồn nhảm là có thật? Tư tẩm đã trở thành thị tẩm cho nên mới không cẩn thận lưu lại những thứ này trên giường của Điện Hạ. Cho dù Điện Hạ có sủng năng, cũng không khỏi bị phạt. Người mang chân đệm đến đây, sắc mặt tiêu giận phát lạnh, Thì nữ kia nhanh chóng đi vào phòng, đem một chiếc đệm ra, trên bề mặt quả nhiên có những vết màu đỏ loang lộ. Cô nói thế này là sao? Tiêu giận ngồi xuống, chống khỉu tay lên ghế lạnh lùng nói. Hoa chiêu vũ cười lạnh, không ngờ, ám tiễn tới nhanh như vậy, chỉ không biết là Mai Na phái người làm hay là tuyết cơ nhưng mà muốn hãm hại nàng điều kiện tiên quyết là nàng có được thị tẩm đã thật ra trong lòng tiêu giận cũng hiểu rõ chuyện này nàng chưa từng thị tẩm làm sao có thể lưu được những vết bẩn kia trên đệm nhưng xem ra tiêu giận cũng không muốn bỏ qua cho nàng hắn thảnh thơi ngồi trên ghế muốn xem trò hay hoa chứ vũ hận không thể cho hắn một cước xuống đất sau đó dùng loạn cồn đánh chết trong lòng điện hạ tự biết còn hỏi ta làm gì hoa chứ vũ nghiêm mặt nói tiêu giận hừ một tiếng đứng dậy trong mắt âm u lạnh giá Bảo cô làm thị nữ bên người bản điện hạ cô không làm Làm tư tẩm cũng không tốt Quả nhiên là ngu dốt đến cực điểm Nếu đã như vậy thì đến phòng giặt làm cu ly đi Hắn lạnh lùng ném ra những lời này Rồi đi vào trong phòng Dưới những cái nhìn đồng cảm của đám thị nữ Hoa chứ vũ rời khỏi tầm thiện của tiêu dận Trong viện yên tĩnh mà lạnh lẽo Trăng sáng treo cao Trong gió đêm mơ hồ ngửi thấy mùi hoa thanh nhã Nàng nghĩ đến sáng mai Trong phủ thái tử sẽ lan truyền chuyện nàng bị thất sủng phạt tới phòng giặt nhưng bọn họ không biết hình phạt này đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát hòa chư vũ nhanh chóng trở về thiên điện thu dọn những vật tùy thân của mình hồi tuyết đã sớm đợi nàng ngoài cửa chờ nàng xử lý xong xuôi mới dẫn nàng tới khu phòng giặt một gian phòng thấp bé quây trong một sân viện không lớn trong viện cũng không có cây cỏ gì chỉ đầy những xào trúc phơi quần áo trong viện tràn ngập mùi xà phòng chính giữa sân có một giếng nước có mấy tỷ nữ đang vây quanh đó đập quần áo Tiếng chảy trong đêm khuya vang vào trong tai Nặng nề mà rõ ràng Quả nhiên là cu ly Đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa được đi nghỉ Vẫn còn phải giặt quần áo